Thì lúc trước người ta gọi là cái búa đại thì đó là cái cán đen ha, còn ở dưới này là màu đỏ đẹp ha. Nó cũng có kèn nha, kèn nằm đây nha anh chị các bạn. Chào tất cả anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem thêm một số mẫu bóng phao nữa ha. Thì đây là mẫu gì đây? Đây là con vịt vàng nha anh chị, con vịt vàng hay còn gọi là con vịt bông ha. Thì một cục như thế này là nó đóng rối là 12 con anh chị ha. Rồi em hãy cho anh chị xem thêm cái mẫu chi tiết ha. Đây, cái mẫu này là con này nha anh chị và các bạn, là con vịt bông ha. Nên nó hơi bị to, vịt bông lớn ha. Thì anh chị xem nè, để em sẽ dời. Đây anh chị xem toàn cảnh ha. Đó, cái mẫu mã cũng dễ thương đẹp anh chị các bạn ha. Cái cò bơm nằm ở đây và cái chân ở đây. Cái này là do màu sơn ha, màu sơn của bên sản xuất in ra rồi dính ha. Nó có kèn đó nha anh chị các bạn, kèn nằm bên đây ha, kèn đây, chúng ta bóp kèn có kèn ha. Rồi anh chị các bạn nhìn đằng trước cái mặt này, đó nó cũng dễ thương ha. Thì những kích thước này anh chị có thể cập nhật vào website của em để biết được kích thước nha. Em có để kích thước chi tiết ở trên website ha. Rồi, đây là vịt vàng, vịt bông. Mẫu này thì nó chỉ có một màu nha anh chị các bạn, màu vàng ha. Rồi, cái mẫu tiếp theo em muốn review là cái mẫu này. Là cái mẫu này mẫu gì anh chị biết không? Đây là mẫu con thỏ ha. Mẫu con thỏ thì một cục đóng rối như thế này nó cũng 12 con. Thỏ là thỏ ăn cà rốt nha anh chị các bạn. Và nó sẽ có bốn màu. Màu sắc thì nó sẽ màu sắc là bốc ngẫu nhiên nha anh chị các bạn. Màu sắc là bốc ngẫu nhiên. Nó màu đỏ ha. Đây, màu đỏ nè, màu hồng và màu xanh nước biển ha. Thì màu sắc nó sẽ lấy ngẫu nhiên nha anh chị các bạn, chứ mình không có chọn màu được nha. Thì ở đây em sẽ bơm cụ thể cho anh chị xem. Đây, thứ nhất là con thỏ này, con thỏ ăn cà rốt, thỏ này thỏ màu đỏ ha. Đây anh chị các bạn xem ha, hình hài cũng dễ thương. Đây là cái mẫu cũng là con thỏ luôn, nhưng mà đây là màu hồng nha. Cò bơm nằm đây anh chị các bạn, cà gót nằm đây ha, cái mặt này nhìn đẹp ha. Nó cũng có kèn nha, kèn nằm đây nha anh chị các bạn, kèn nằm ở đây. Rồi cái mẫu tiếp theo đó là mẫu cũng là con thỏ, nhưng mà đây là màu xanh nước biển ha. Bơm lên để cho anh chị có thể dễ cập nhật thôi, cảm thấy đẹp thì lấy về bán ha. Mẫu này mẫu em bé anh chị các bạn ha, em bé. Đây nó cũng có hai màu luôn nha anh chị các bạn, hai màu anh chị xem ha, một cục đóng rối cũng 12 con luôn. Đó. Rồi em sẽ cho anh chị xem hình ảnh. Đây là cái mẫu em bé chi tiết ha. Cái mẫu này là cái mẫu này nha anh chị các bạn, là mẫu em bé ha. Rồi nó có hai màu, một là màu xanh ha, xanh mà cái màu phía trên này giống như màu da mình nha anh chị các bạn, giống như màu da vậy đó. Còn bơm nằm ngoài sau lưng ha. Rồi cái mẫu tiếp theo đây là màu nâu ha, màu nâu nha anh chị các bạn, màu nâu. Hình này em bé này nó có lớp đen, lớp vàng ha, đen vàng ha. Chị nhìn chi tiết cụ thể ha, để dễ cập nhật hơn. Còn bơm nằm ngoài sau. Rồi cái mẫu tiếp theo em muốn review là mẫu nào? Đây, cái mẫu này là mẫu gì anh chị các bạn biết không? Cái mẫu này hồi lúc trước á, là người ta gọi là cái búa đại anh chị các bạn, cái búa đại ha. Nhưng mà cái búa đại lúc trước là màu khác. Thì anh chị xem đi, đây nó cũng có bốn màu nha anh chị các bạn, bốn màu ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái hình chi tiết ha. Cái màu thứ nhất là cái búa này, cái búa đây búa màu xanh ha. Thì lúc trước người ta gọi là cái búa đại thì đó là cái cán đen ha, còn ở dưới này là màu đỏ anh chị các bạn, hai bên là màu đen, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy cái mẫu đó về. Thì bây giờ nó có cái búa này, búa nó cũng kích thước nó cũng bằng cái búa đại á. Kích thước thì em để trên website á anh chị và các bạn có thể cập nhật nha. Ở đây em cập nhật cho anh chị thêm cái hình ảnh chi tiết và cụ thể. Mà ở đây ta gọi là cái búa gai á, tại vì sao búa gai, là trên này nó có gai nè anh chị các bạn, búa gai ha. Ở đây là cái màu xanh với là màu đỏ ha. Tiếp theo nó là mẫu gì? Đó, tiếp theo nó cũng là cái búa gai luôn, nhưng mà trên này màu vàng ha, cái này là màu hồng. Thì màu sắc nó sẽ được ngẫu nhiên nha anh chị các bạn. Ở đây là em chỉ để cho anh chị và các bạn xem chi tiết để cập nhật thôi.
Ở đây cũng là cây búa gai luôn, nhưng mà cái đây cán cán xanh ha, ở đây cán hồng. Chị các bạn xem ha. Thì một cục có như một cục á, một cục như thế này là nó 12 con nè, 12 cây nè. Nó có thể trộn lẫn ha, có thể là màu hồng, màu xanh và có thể là ngẫu nhiên màu ha anh chị các bạn ha. Đó, tiếp theo đây là màu gì? Đây là màu hồng ha, đây là cán xanh, nhưng mà cái đầu búa là màu hồng. Đó thì màu sắc nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên nha anh chị các bạn. Thì anh chị cập nhật những website em để biết được chi tiết kích thước của từng sản phẩm ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã xem video ha. Xin hẹn gặp anh chị và các bạn trong một cái sản phẩm mới ha. Xin cảm ơn rất nhiều.